Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 236. Đào Hoa cảm thấy bối rối, nàng biết rằng cổ độc gây ra nhiều đau đớn, không thể nào trơ mắt nhìn một đứa trẻ nhỏ như vậy chịu khổ vì nó. Ta sống, nàng sẽ phải chết sao? Nàng khẽ hỏi thầm tại giã nhắm mắt con trẻ sẽ luôn luôn còn đó hắn thật sự không giỏi an ủi người khác sau khi nói xong câu này hắn cũng không biết phải nói gì nữa chỉ có thể ôm nàng để nàng khóc đứa trẻ trong tã lót dường như cảm nhận được sự đau lòng của mẹ mình cũng hoa hoa khóc theo khi nàng vừa khóc đào hoa liền vội vàng ngừng lại dịu dàng dỗ dành đừng khóc đừng khóc nàng chưa từng làm mẹ thấy con khóc chỉ cảm thấy vừa lo lắng vừa đau lòng không biết phải làm gì bây giờ chỉ ngốc nghếch dỗ dành cuối cùng đứa trẻ dần dần ngừng khóc và yên tĩnh lại rồi ngủ đào hoa mắt đỏ hoe không dám khóc trông thật đáng thương thẩm tại dã bất lực chỉ có thể vuốt tóc nàng từng chút một vì mẹ bị nhiễm độc khi mang thai đứa trẻ toàn thân tím bầm nhưng không rõ vì sao ngoại trừ điểm này mọi thứ khác đều rất bình thường có thể ăn có thể ngủ, chỉ là sinh non nên trông nhỏ hơn một chút. Sau vài ngày chăm sóc đầy lo lắng, đào hoa nhận ra nàng không có dấu hiệu phát tác cổ độc, nhưng vẫn rất lo lắng, dự định sau khi hết tháng sẽ đi tìm tiết thần y để kiểm tra. Kết quả là, sư phụ của nàng giống như người có ống nhòm, trực tiếp đến nhà. Người có khỏe không? Thiên Bách Mi mỉm cười hỏi nàng. Nhặt lại được một mạng, đào hoa vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy muôn khóc, mắt đỏ hoe đưa đứa trẻ trong tã lót tới, sư phụ, xin cứu giúp nàng. Nhận lấy tã lót, thiên bách mi nhìn đứa trẻ với ánh mắt tĩnh lặng, nói, lữ thị khi chết có lẽ vẫn còn hận ngươi, vì thế nàng chỉ nói rằng chúng cổ độc khó mang thai, nhưng không nói rằng một khi mang thai thì cổ độc sẽ được giải. Sư phụ đã du lịch ở Miêu Cương ba tháng, cuối cùng biết được điều này, nên đã vội vã trở về thăm ngươi. Cổ độc được giải sao? đào hoa phấn khích hỏi nếu không phải thầm tại giã giữ lại nàng chắc chắn sẽ nhảy xuống giường ý sư phụ là nàng còn có thể được cứu cổ độc đã chuyển từ ngươi sang nàng thiên bách mi nói cổ độc có ba năm ẩn núp trong thời gian này để nàng theo sư phụ đến miêu cương ngâm mình trong nước thảo dược có lẽ sẽ cứu được nàng ba năm đào hoa nhíu mày cảm thấy khó chịu nhất định phải lâu như vậy sao người nên may mắn vì nàng còn có ba năm để thử. Thiên Bách Mi cúi mắt, những người khác thậm chí còn không có cơ hội đó. Những người khác, đào hoa ngạc nhiên, vô thức hỏi, còn ai khác cũng trúng cổ độc sao? Thiên Bách Mi cười, một tay ôm đứa trẻ, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, không có ai khác, sư phụ chỉ nói vậy thôi. Trong ba năm tới, người hãy ở trong núi này chờ sư phụ trở lại, được không? Đào hoa do dự, phải ở lại đây suốt ba năm sao? Còn gia đình hắn, nếu ta không có việc gì khác cần làm, thẩm tại giã nói, ở lại đây bao lâu cũng được. Đào hoa dừng lại, mỉm cười, gật đầu với thiên bách mi, được, đệ tử sẽ ở đây chờ. Nói phải giữ lời, thiên bách mi cười nói, nếu không đứa trẻ này, ta sẽ không giao cho ngươi nữa, nhìn căn cốt không tệ, nuôi dạy thành đệ tử cũng không phải là không thể. Đào hoa giờ khóc giờ cười, nói, đệ tử biết rồi. Thiên Bách Mi ở lại đây hai ngày, nhìn khắp đồi đào đầy hoa, nói với thẩm tại giã, ngươi thật sự đã tốn nhiều tâm sức. Thái độ của thẩm tại giã với hắn tốt hơn nhiều, gật đầu nói, dù không có ngươi, ta vẫn có thể khiến nàng sống yên ổn Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao phải để nàng ở lại đây ba năm? Thiên Bách Mi cúi mắt, nếu nàng ra ngoài, trở lại nơi hỗn loạn, sẽ không tốt. Người sợ rằng, đại ngụy sẽ một ngày nào đó tấn công triệu sao? Thẩm tại giã hỏi. Không cần tấn công, thiên bách mi lắc đầu, không đến một năm, triệu quốc tự nhiên sẽ rơi vào tay đại ngụy. Nghĩa là gì? Thẩm tại giã khó hiểu, thiên bách mi nhìn hắn cười nói, đứa nhỏ kia đã chịu khổ quá nhiều nửa đời trước, giữ nhiều tâm tư, người hãy cùng nàng sống yên ổn ở đây, đừng hỏi chuyện thế gian nữa nếu một ngày nào đó người nhận được tin tức gì hãy nghĩ cho nàng mà giấu đi trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt thẩm tại giã không nói ra chỉ khẽ gật đầu trong việc đối xử tốt với khương đào hoa hai người họ luôn có thể hợp tác đứa trẻ bị thiên bách mi ôm đi đào hoa buồn bã ôm vài cuốn sách nói trước khi đi vẫn chưa kịp đặt cho nàng một cái tên thật hay tên hãy tùy duyên thẩm tại giã nói người có tâm như vậy là được rồi, không cần phải chọn một cái tên thật hoàn hảo. Đào hoa thở dài, thầm tại giá ôm nàng, cười nhẹ nói, khi ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa. Ừ, đào hoa gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, trên đời này chắc có không ít người nghĩ rằng ta đã chết, kể cả trường quyết, đứa bé đó chắc chắn rất đau khổ, chúng ta gửi thư thông báo cho hắn một tiếng được không? Được, thẩm tại giã cúi mắt, ta sẽ giúp ngươi viết, ngươi nghỉ ngơi đi. Đào hoa gật đầu, rửa tay vào mặt, sau đó quay lại ngủ tiếp. Khi gửi tin ra ngoài, thẩm tại giã dặn chạm lô, hồi âm trước không cần cho phu nhân xem, lén đưa cho ta. Chạm lô đồng ý, không ngờ rằng, bức thư này gửi đi, khi hồi âm đến thì đã là đầu năm sau. Trong thời gian một năm này, đào hoa ăn ngủ đầy đủ, nhanh chóng được thẩm tại giã chăm sóc trở lại trạng thái trắng trèo mềm mại. Trong núi quả đào kết trái, trẻ con trong thôn dưới chân núi thường đến hái, tưởng rằng sẽ bị mắng, không ngờ chủ nhân là một đại tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ, dịu dàng bảo chúng hái thoải mái, còn có thể mang đi bán, nhưng phải giúp xử lý rừng đào. Trẻ con trong thôn dần thân thiết với nàng, thường đến chơi cùng nàng, khiến núi rừng yên tĩnh trở nên náo nhiệt đào hoa dành nhiều thời gian cùng thẩm tại giã cãi nhau đấu võ mồm rồi lại làm nũng hòa hảo nàng học làm nhiều món ăn cũng may nhiều y phục cho thẩm tại giã cuối cùng thẩm tại giã trở nên ôn nhu săn sóc dù đôi khi nụ cười trên mặt có vẻ không thiện trí nhưng nàng biết trong lòng hắn thương yêu nàng rất nhiều thẩm tại giã cảm thấy cuộc sống như vậy hắn nguyện ý tiếp tục không tranh quyền thế an vui tự tại nhưng bởi âm của khương trường tuyết như một lưỡi dao cắt sâu vào những ngày tháng bình yên này khi người nhận được bức thư này ta có lẽ đã không còn trên cõi đời này triệu quốc không ai có thể nắm giữ trong thiên hạ ngoài mục vô hạ không có minh quân nên triệu quốc nguyện cả nước quy thuận kính mong tỷ phu và bệ hạ đại ngụy đối xử tử tế với dân triệu quốc thẩm tại giá cảm thấy lòng nặng trĩu ngay lập tức hiểu ý của thiên bách mi Hắn đã sớm biết Khương Trường Quyết sẽ chết, nên cần phải giấu Đào Hoa. Khương Trường Quyết là một đứa trẻ rất giỏi, dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong một năm đã giúp Triệu Quốc dần khôi phục phồn vinh, hiện tại dù vẫn chưa thể đối đầu với Đại Ngụy, nhưng không thể coi thường. Cả nước Quy Tuận nghe có vẻ lỗ mãng, nhưng đó là quyết định chính xác nhất, Mục Vô Hạ sớm muộn sẽ thống nhất thiên hạ này, nếu không có Khương Trường Quyết, Triệu Quốc không ai có thể nắm giữ chắc chắn sẽ bị chiến tranh tàn phá nếu quy thuận mục vô hạ sẽ không gây chiến thậm chí sẽ đối xử tử tế với quan viên và dân chúng triệu quốc quả nhiên là lòng mang thiên hạ gia đang xem gì vậy đẩy cửa vào đào hoa cười hiếp mắt hỏi thẩm tại giã cúi mắt không để lộ cảm xúc bỏ lá thư vào sách sau đó cười nói tự yến quy gửi thư nói rằng đã kết hôn với cố thị hà đào hoa mở to mắt sao lại không mời chúng ta đi uống rượu mừng? Ta đã gửi quà tặng, không cần đi uống rượu mừng. Thẩm tại giã nói, ở đây thật bình yên, cần gì phải đi đâu? Nói cũng đúng, đào hoa gật đầu, đến bên cạnh hắn hỏi, trường quyết vẫn chưa có thư hồi âm sao? Vẫn chưa, thẩm tại giã nói, có lẽ hắn đang rất bận rộn, chưa có thời gian hồi âm. Hắn sống tốt là được rồi, đào hoa gật đầu, thở dài nói, hiện giờ ta không còn gì mong ước chỉ mong con gái bình an trở lại và thấy trường quyết có con cháu đầy đàn thẩm tại giã gật đầu sẽ thực hiện được đào hoa cười đưa bánh đào trong tay cho hắn rồi phấn khích chạy đi chơi cùng bọn trẻ đại tỷ tỷ tiểu hồ chạy tới với một nhánh cây trong tay nói tại sao tỷ không xuống chân núi xem một chút gần đây rất náo nhiệt náo nhiệt gì thế đào hoa dịu dàng hỏi có việc vui sao? Không biết là việc gì, chỉ nghe nói bệ hạ đại xá thiên hạ, cùng dân chung vui, quan phủ đều đang phát tiền lương. Mục vô hạ là một vị hoàng đế tốt, sau khi đại ngụy mở rộng lãnh thổ, không có ai nổi loạn, cuộc sống của dân chúng cũng tốt hơn trước kia, không ngạc nhiên khi thẩm tại giá chọn phụ tá hắn, hắn thực sự là một người rất tài giỏi. Đại xá thiên hạ chắc chắn là chuyện tốt, đào hoa cười nói, vậy các ngươi nhớ đi lấy tiền lương, mua quần áo mới. Được, đám trẻ đồng thanh đáp, sau đó cười khúc khích chạy xa. Nàng đứng dậy, nhìn trời chiều, quyết định tối nay nấu canh xương cho thẩm tại giã. Nhưng không biết vì sao, dù không có chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Đứng ở sân nhỏ một lúc, đào hoa lặng lẽ trở về thư phòng. Thẩm tại giã và chạm lô đang nói chuyện bên trong, hoàng thượng muốn lập hậu trạm lô nói cũng đến lúc rồi nhưng hắn không thực sự thích các tiểu thư đã được chọn ý của ngự sử đại phu là để hắn cưới quận chúa triệu quốc từ đó người triệu quốc sẽ an lòng hơn đã bắt đầu giao tiếp chưa thẩm tại giã hỏi đúng đại ngụy đã phái người đến kinh đô triệu quốc một tháng trước tạm thời tiếp quản mọi việc vậy hãy để người đi khuyên nhủ bệ hạ thẩm tại giã nói ngồi ở vị trí đó không thể mọi việc đều như ý. chương 237 Nghe vậy, đào hoa hơi sững sờ, không kịp phản ứng. Tiếp quản triệu quốc, vì sao lại như vậy? Làm sao trường quyết có thể để chuyện này xảy ra? Môi nàng hơi tái nhợt, đào hoa lặng lẽ rời đi, mang theo hai tấm sa tanh, xuống nhà của tiểu hồ ở chân núi. Trầm phu nhân, cả nhà tiểu hồ đã nhận được nhiều ân huệ từ nàng, thấy nàng liền vui mừng vội vàng mang ghế ra cho nàng ngồi, đặt sa tanh xuống, Đào Hoa nói, "Mùa xuân lại đến, ta có hai tấm sa tanh thừa, muốn mang đến cho các ngươi." Mẹ của Tiểu Hồ là một phụ nữ hiền lành, nghe vậy liền vui mừng cảm kích, hướng Đào Hoa thở dài một tiếng. Bà ôm lấy tấm sa tanh vào nhà. Cha của Tiểu Hồ là một người buôn bán nhỏ, mỗi ngày đều vào thành bán hàng, nên biết nhiều tin tức. Đào Hoa liền quay sang hỏi gần đây có chuyện gì lớn xảy ra không cha của tiểu hồ gật đầu đúng là có chuyện lớn hoàng đế triệu quốc băng hà trước khi chết không nhường ngôi trực tiếp quy hàng đại ngụy hoàng thượng của chúng ta vui mừng đại xá thiên hà nhà chúng ta còn nhận được hai túi gạo từ quan phù trầm phu nhân ngài sao vậy đào hoa khoát tay cố gắng mỉm cười kéo giật khóe miệng hoàng đế triệu quốc vì sao lại băng hà nghe nói là mắc bệnh gì đó, cũng có người nói là bị trúng độc, có nhiều lời đồn khác nhau, không biết đâu là thật. Đào hoa gật đầu, đứng dậy muốn trở về, nhưng chân loạn choạng ngã mạnh xuống đất. Phu nhân, cả nhà tiểu hổ giật mình, vội vàng đến đỡ nàng. Đào hoa cười nói không sao, xoa đầu gối rồi tiếp tục đi lên núi. Trường quyết đã chết, nàng cảm thấy tin tức này thật hoang đường, đứa bé đó còn trẻ đang sống khỏe mạnh, sao có thể chết được? Chắc chắn phải có nguyên nhân khác, có lẽ hắn chỉ không muốn làm hoàng đế, nên tìm cớ. Hoàng tỷ yên tâm, trường quyết sau này nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt, vì dân chúng mà mưu phúc. Đó là nguyện vọng của hắn, liều mạng để có được ngôi vị hoàng đế, sao có thể buông bỏ. Không thể đi tiếp, đào hoa ngồi xổm trên đường, đột nhiên bật khóc lớn người nên may mắn vì nàng còn ba năm để thử. Thiên Bách Mi cúi mắt nói, những người khác, căn bản là không có cơ hội. Sư phụ nói, chẳng lẽ là trường quyết sao? Hắn khi nào bị trúng độc mà nàng không biết, rời khỏi triệu quốc, sống như thần tiên trong núi này. Ngay cả khi hắn chết, nàng cũng không thể đến nhìn lần cuối. Ngực đau nhói, đào hoa ngồi sụp xuống, khóc đến khản giọng, tiếng khóc vang vọng cả khu rừng lão thiên có đang đùa nàng không chính mình suýt mất mạng thật khó khăn sống lại con gái lại suýt chết thật khó khăn mới có cơ hội chữa trị thì trường quyết lại rời bỏ trần gian đời trước nàng đã làm gì mà tội lỗi đến mức này đời này nhận báo ứng nghiêm trọng như vậy thẩm tại giã nhíu mày xuống núi nửa đường nghe thấy tiếng khóc vội vàng phi thân đến liền gặp khương đào hoa khóc đến sưng cả hai mắt ngồi ngã dưới đất đáng thương vừa tức giận vừa đau lòng hắn tiến đến kéo nàng dậy ngươi sao vậy ôm lấy hắn thút thít hồi lâu đào hoa cúi mắt giọng buồn bã nói sông núi mang sa tanh cho nhà tiểu hồ kết quả trên đường bị ngã đầu gối đau thẩm tại giã nhíu mày nửa quỳ xuống để nàng ngồi trên chân mình sau đó nhấc váy vào ống quần của nàng lên đầu gối nàng đẫm máu nhìn thấy mà hắn hít một hơi lạnh người không có việc gì chạy loạn làm gì. Bị hắn quát một tiếng, đào hoa nước mắt lại rơi, cắn môi không dám lên tiếng. Thẩm tại giã ngừng lại, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ôm nàng lên rồi đi lên núi. Ta không cố ý quát ngươi, nhưng ngươi không nói một tiếng đã mất tích, khiến ta rất lo lắng. Lần sau muốn mang gì đó, để thanh đài đi thay là được. Ân, nén lệ, đào hoa gật đầu, tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại ra triệu quốc bên kia không có tin tức gì sao nàng làm bộ như lơ đãng hỏi thẩm tại giã ân một tiếng không nói thêm gì nước mắt lại rơi nàng đột nhiên hiểu vì sao sư phụ bắt nàng ở đây ba năm cũng hiểu thẩm tại giã vì sao đọc thư tin đều trốn tránh nàng hai người đó muốn giấu nàng làm cho nàng không biết gì mà sống yên vui suốt đời làm sao có thể như vậy trở lại nhà thẩm tại giã lấy rượu thuốc lau cho nàng đào hoa đau đến co rúm lại, nhíu mày hỏi, ra, chúng ta có thể đi thăm bệ hạ một chút không? Thẩm tại giã sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đang yên đang lành, đi thăm bệ hạ làm gì? Dù sao cũng từng thấy hắn từ Nam Vương trở thành Hoàng đế, giờ thiên hạ Thái Bình, cũng nên đi thăm hắn một chút, ôn chuyện cũng tốt. Thẩm tại giã nói, người quên người đã hứa với sư phụ cái gì rồi sao? Chuẩn một lần, sư phụ cũng không biết đâu đào hoa cười đi nhé đi chơi vài ngày rồi trở lại thẩm tại giã vừa định nói không được tiểu nha đầu này dường như biết trước hắn muốn nói gì nước mắt lập tức trào ra chỉ cần hắn nói không lập tức sẽ vỡ đê thở dài một hơi thẩm tại giã hỏi ngươi có biết điều gì không cái gì đào hoa nghiêng đầu hỏi ra có việc gì giấu thiếp sao ân do dự một chút thẩm tại giã nói trường quyết thật ra có gửi một bức thư ta sợ ngươi buồn nên chưa cho ngươi xem đào hoa duỗi tay về phía hắn lặng lẽ nhìn hắn thẩm tại giã mím môi đứng dậy đi tìm bức thư đặt vào tay nàng hoàng tỷ đã lâu không gặp lúc trước vì tâm tính thiếu niên mà muốn đoạt môi vị hoàng đế giờ ngồi lên nhưng cảm thấy không quen thật sự là cô đơn trường quyết không đủ năng lực không thể như trước kia nghĩ vì dân chúng mà mưu phúc, phụ sự kỳ vọng của hoàng tỷ nên muốn thoái vị ẩn cư, sống cuộc đời bình thường. Vì chặn miệng người, trường quyết giả chết để trốn, mong hoàng tỷ đừng trách. Hoàng tỷ ngày thuận lợi, trường quyết sẽ không đến quấy dây. Trời cao biển rộng, trường quyết muốn du lịch núi sông, khi nào mệt mỏi sẽ trở về tìm hoàng tỷ. Đào hoa vừa đọc vừa khóc vừa cười, ngực đau đớn. Ba người này, thật sự ăn ý mà lừa nàng. Trường quyết, đứa nhỏ này, thật sự nghĩ rằng nàng không biết hắn là người thế nào. Nói như vậy, nàng làm sao có thể tin tưởng. Đừng quá khổ sở, thẩm tại giã nói, nguyện vọng của hắn, đại khái là muốn hoàng tỷ được an vui hạnh phúc. Làm sao an vui, làm sao hạnh phúc, đào hoa nức nở không thành tiếng, nằm trên vai thẩm tại giã khóc rất lâu, mới nói, nói như vậy, thiên hạ giờ thuộc về tay bệ hạ, đúng không? Ân, thẩm tại giã gật đầu, bệ hạ không lâu nữa sẽ kết hôn với quận chúa Triệu Quốc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 238. Tốt lắm, Đào Hoa nói, trận đại hôn này, dù sao chúng ta cũng phải đi xem một chút chứ. Thẩm tại giã im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ gật đầu, được. Cuối cùng họ cũng phải rời khỏi đào hoa sơn, hành lý gọn nhẹ, trên đường tiến về kinh đô đại ngụy trên đường đi thẩm tại dã quan sát thần sắc của đào hoa dường như nàng không có gì không thích hợp chỉ có hôm đó khóc đến thương tâm đôi chút sau đó lại như không có gì xảy ra thỉnh thoảng chỉ nhắc đến trường quyết thật sự là hồ nháo nàng thật sự tin vào lá thư này sao thẩm tại dã không rõ chỉ cần nàng không khóc nhiều như vậy nữa tùy thế nào cũng được nàng vừa khóc hắn thật sự không biết phải làm gì khi hai người đến Hoàng Cung Kinh Đô, chuẩn bị đổi lễ phục để bái kiến bệ hạ, đã thấy thái giám tổng quản lâm công công chạy tới, bất đắc dĩ nói, thừa tướng, phu nhân, hoàng thượng đã xuất cung rồi. Xuất cung, đào hoa giật mình, ra ngoài làm gì? Thân phận của mục vô hạ giờ đây khác xưa, sao có thể tùy ý xuất cung như vậy? Lâm công công thở dài, hoàng thượng thường xuyên như vậy, khuyên cũng không nghe, lần này thừa tướng và phu nhân trở về mong rằng có thể giúp nghĩ cách. Mặc dù thẩm tại giã đã rời kinh đô từ lâu, nhưng mục vô hạ luôn giữ cho hắn chức thừa tướng, mọi việc đều giao cho người khác chia sẻ, không ai được động đến vị trí của hắn. Được hoàng thượng coi trọng và yêu ái như vậy, lời nói của hắn hoàng thượng chắc chắn sẽ lắng nghe đôi chút. Nhưng bây giờ, tìm hắn ở đâu? Thẩm tại giã nhíu mày. Lâm công công cũng không biết, chỉ lắc đầu, rồi nghe thấy Khương Thị nói nhỏ ta có lẽ biết hắn ở đâu. Thẩm tại giã ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo đi. Đã hơn một năm không trở lại, kinh đô nhìn phồn thịnh hơn trước nhiều, đường phố rộng rãi, nhà cửa cũng được xây dựng tinh xảo hơn. Đào hoa ngồi cùng thầm tại giã, chỉ đường, hướng bên kia. Đi tiếp lên phía trước nữa, đó là xóm nghèo, thầm tại giã nói. Vậy phải đến chỗ đó tìm, đào hoa chắc chắn nói, hắn nhất định sẽ thường xuyên đến đó xem một chút. Thẩm tại giã khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời nàng, thúc ngựa vào xóm nghèo. Trước kia, nơi này như một vết sẹo của kinh đô, nhà cửa cũ kỹ, mùi hôi thối, khắp nơi đều có người đói đến không đi nổi. Trong hơn một năm ngắn ngủi, đào hoa nhìn thấy xung quanh đã được xây nhà ngói mới, người qua lại trông có vẻ khá hơn, mặc dù quần áo vẫn còn vá víu, nhưng ít nhất không giống người đói khổ liên tục thẩm tại giã ghìm ngựa, đỡ đào hoa xuống. Đào hoa chạy vài bước, chặn một phụ nhân đang vác rổ thức ăn, hỏi, có thấy một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi không? Rất tuấn tú, ăn mặc cũng không tệ. Phụ nhân sững sờ, rồi nói, phụ nhân hỏi có phải là vị tiểu công tử kia không? Hắn đang ở phía sau mồ. Mồ, thẩm tại giã nghe vậy nhíu mày, đến mồ làm gì? Đào hoa hiểu ra, cùng hắn một lần nữa lên ngựa, kể lại cho thẩm tại giã chuyện trước kia họ đã vô tình đâm chết đứa bé thẩm tại giã khịt mũi khinh bỉ hắn cứ suy nghĩ nhiều như vậy thiên hạ này mỗi ngày có bao nhiêu người dân bị đâm chết nhách miệng đào hoa nói cho nên ngươi là gian thần hắn là minh quân khác biệt ở chỗ đó nàng đã từng nghĩ thẩm tại giã có muốn ngồi ngôi vị hoàng đế hay không dù sao hắn cũng có năng lực này nhưng hiện tại nàng nhận ra nếu người này làm hoàng đế, dân chúng vẫn sẽ khổ, thầm tại giá tự biết rõ mình không phải là người thiện lương, nhưng cũng không có ý định làm hại trăm dân trăm họ. Thật là may mắn, mất hướng ngừ một tiếng, thầm tại giá bên cạnh dục ngựa nói, người ta đều là phu sướng phụ tùy, sao mà ngươi ở đây, ta nói gì ngươi cũng muốn chống đối một câu. Ra chẳng phải đã quen từ lâu rồi sao, nháy mắt vài cái, đào hoa nói, thiếp chỉ là thích nói thật chính là ỷ vào hắn sủng nàng, nếu không trước đây trong phủ, từ khi nàng lần đầu chống đối hắn, nàng đã bị phạt nặng một trận. Nói cho cùng, cũng là do mình thói quen mà ra. Vậy thì chính mình tự chịu. Mục vô hạ đứng trên đỉnh núi, nhìn một ngôi mộ nhỏ phía trước, thắp hương quả, đứng rất lâu. Những gì hắn muốn làm, hiện đang dần dần hoàn thành, thiên hạ cuối cùng sẽ thành hình dáng hắn mong muốn. Người này ở cửu tuyền nếu biết, không biết có thể an lòng hay không mẹ và em gái hắn đều đang sống tốt chỉ tiếc hắn rốt cuộc không sống được khi đang có chút phiền muộn sau lưng hắn lại truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc xem đấy đã nói bệ hạ phần lớn lại ở đây hơi sững sờ mục vô hạ quay đầu lại thấy khương đào hoa nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước kéo tay thầm tại giã vui vẻ tiến về phía hắn thật sự là rất lâu không gặp Mục vô hạ nở nụ cười, xoay người nghênh đón, nhìn nàng, rồi ngẩng đầu nhìn thầm tại giã, các ngươi trở về rồi. Nghĩ đến để bệ hạ một niềm vui bất ngờ, lại không ngờ rằng bệ hạ lại đem đến bất ngờ. Thẩm tại giã nhìn lướt qua phía sau mộ bia, ngày giờ đã là môi cửu ngũ, sao còn đến chỗ này làm gì? Mục vô hạ nói, dù là môi cửu ngũ, cũng không nên quên tại sao chấm phải ngồi trên vị trí này ngôi vị hoàng đế cần cân nhắc nhiều thứ có khi thậm chí lạc bản tâm mỗi khi đến lúc như vậy trẫm lại đến đây xem một chút hắn đã từng nói muốn cứu thiên hạ dân chúng không phải chỉ cứu một người mà là để mọi người đều có thể sống tốt ngôi mộ này là nhắc nhở hắn cuộc sống của hắn an vui không lo nhưng thiên hạ vẫn còn nhiều người chờ hắn cứu vì vậy dù không muốn hắn vẫn phải cưới triệu quốc quận chúa nhìn vẻ mặt hắn, thẩm tại giã nhíu mày, đang muốn hỏi hắn gặp chuyện gì. Đào hoa lại đẩy hắn, ra đi trước chân núi chờ, thiếp cùng bệ hạ nói một lát. Liếc nhìn nàng một cái, thầm tại dã gật đầu, rồi đi. Mục vô hạ có chút kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi người hoàn toàn biến mất, mới cảm thán, khương tỷ tỷ thật sự lợi hại. Ở không xa có một lương đình, đào hoa mời hắn đi qua, cười híp mắt nói, tướng gia biết rõ ngài và hắn không nói gì tốt, nên mới tin tưởng thiếp. Hắn cũng thấy bệ hạ có tâm sự. Cười khổ một tiếng, mục vô hạ cúi mắt xuống, chấm chỉ đột nhiên nghĩ không ra, chấm sống vì ai? Vì thiên hạ này, hay vì chính mình? Đào hoa hiểu ra, ngài không muốn cưới người mà mình không thích. Mặt còn chưa từng thấy qua, nói gì đến thích, mục vô hạ thở dài, một khi cưới, không thể phụ lòng cần phải không cùng một con đường, vậy chẫm nên làm thế nào?" Đào Hoa nhún vai, thiếp khi gả tới cũng không biết tướng ra, trên đời này có quá nhiều cuộc hôn nhân không tình yêu, toàn dựa vào duyên phận, bệ hạ cần gì phải suy nghĩ nhiều. Triệu Quốc quận chúa gả cho ngài, cầu mong là an ổn cho Triệu Quốc. Ngài cưới nàng, cầu mong cũng chỉ là để dễ dàng thâu tóm Triệu Quốc, theo như nhu cầu, tình cảm chẳng phải nên đặt ở cuối cùng sao? Mục vô hạ sững sờ, có chút thấp thỏm liếc nhìn nàng, Khương tỷ tỷ biết chuyện của triệu quốc. Ân, đào hoa cười, đã thành như vậy, cũng tốt, thiên hạ sớm muộn cũng sẽ thông nhất, từ đó còn tránh được chiến loạn. Mục vô hạ mím môi, hắn biết chuyện của Khương Trường Quyết, còn tiếc nuối thật lâu. Thẩm tại giã gửi thư nói, muốn hắn đừng nói lỡ miệng, Khương Trường Quyết chỉ là đi xa, không phải là chết. Nhưng, Hắn bây giờ nhìn về mặt của Khương Tỷ Tỷ, cảm giác nàng biết tất cả. Than nhẹ một tiếng, Mục Vô Hạ truyền câu chuyện, trên đời này duyên phận như Tỷ Tỷ và Thừa Tướng, cũng thật khó gặp. Thiếp và tướng ra duyên phận, đào hoa bật cười, vốn không có nhiều duyên phận, tất cả đều là tính kế mà chống đỡ. Nhưng cuối cùng cũng đoàn tụ, bệ hạ nói xem, trên đời này tình cảm, có phải rất bí ẩn. Chấm không hiểu mục vô hạ lắc đầu không phải đơn thuần tình cảm sau khi lẫn nhau tính kế và lợi dụng hai người còn có thể như không có gì xảy ra mà ở bên nhau sao nói thế nào đây đào hoa suy nghĩ một chút không phải là không có gì xảy ra mà là sau khi trải qua nhiều như vậy chúng ta nhận ra rằng hai bên thực sự yêu nhau đó là lý do có thể ở bên nhau ví dụ như hắn biết rõ trường quyết đã chết nhưng lại gạt ta nói không chết sợ ta thương tâm mà ta biết rõ hắn gạt ta nhưng để hắn sống tốt ta giả vờ như bị lừa nói là lừa gạt và tính kế nhưng đều vì đối phương tốt nói rồi nàng ngừng đầu nhìn mục vô hạ thật ra trường quyết đã chết chết vì cổ độc của lữ không có giải dược không thể hồi phục phải không mục vô hạ sững sờ đứa nhỏ này thật thà nghe nàng nói vậy liền cho rằng đào hoa biết rõ điều này cũng quên mình đang truyền câu chuyện theo lời của nàng mà gật đầu, Khương tỷ tỷ nén bi thương, trường quyết coi như chết có ý nghĩa, cổ độc đó quá âm ngoan, trường quyết đã sớm biết mình không sống lâu, vẫn thay triệu quốc sắp xếp đường lui. Sắc mặt tái nhợt, đào hoa nhắm mắt lại. Quả nhiên chết như vậy, nàng làm tỷ tỷ, mà lại không biết gì cả. Lữ sau chắc chắn là khi còn sống mới có thể hạ độc hắn, nói cách khác, khi họ còn ở triệu quốc, trường quyết đã trúng độc đứa nhỏ mốc, một câu cũng không nói với nàng, vẫn đang đánh trận chống địch, cùng người đại ngụy chu toàn. Khương tỷ tỷ nhìn dòng nước mắt trước mặt, mục vô hạ có chút sững sờ, vội vàng đưa khăn cho nàng. Đào hoa nhận lấy lau mặt, giọng khàn khàn, xin bệ hạ thay thiếp lừa gạt một lần, coi như thiếp không biết gì cả. Nàng đến kinh đô chuyến này, chỉ là muốn hỏi nguyên nhân cái chết của trường quyết. Người đã không còn, ngay cả kẻ thù cũng không để nàng lại, nàng cũng không làm gì được, không cần thêm cho thầm tại giã ngột ngạt. Nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, mục vô hạ gật đầu, sau đó nói, đã vậy, tỷ tỷ hãy hoãn lại, theo chấm về cung, hôn sự sắp tới, kinh đô cũng sẽ náo nhiệt lên. Tỷ tỷ nếu thực sự không thể nghĩ thông, hãy coi trường quyết là đi xa, cũng tốt hơn chút ít. Chương 239, người thông minh sẽ chọn sống một cuộc sống khá giả để tiếp tục tồn tại. Nếu không cứ mãi đắm chìm trong bi thương không thể cứu vãn và thống khổ, sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Khương Đào Hoa là người thông minh, dù nàng rất khó chấp nhận sự thật trường quyết đã chết. Nhưng sau khi lặng lẽ xuống núi, vừa thấy thẩm tại Dã, nàng liền cười trở lại, tiến tới kêu hắn và nói, trở về uống rượu mừng nào. Thẩm tại giã nhìn mục vô hả, thấy thần sắc vẫn bình thường, liền yên tâm ôm đào hoa lên ngựa mục vô hạ ngồi trong xe ngựa trên đường vén rèm lên thấy hai người bên ngoài vừa đi vừa cười nói thẩm tại giã hỏi người nói gì với bệ hạ vậy đào hoa đáp thiếp nói triệu quốc có nhiều giai nhân quận chúa tất nhiên không kém bệ hạ thấy thiếp nói có lý nên yên tâm thẩm tại giã nhẹ gật đầu tin tưởng sự thật này mục vô hạ bật cười thấy hai người thông minh này trước mặt nhau lại trở nên ngốc nghếch, không khỏi cảm thán sự chớ trêu của tình hình. Trên đời này tình cảm thật khó đoán, không ai nghĩ rằng toan tính có thể mang lại đoàn tụ, cũng không ai tin rằng hai người đối lập lập trường lại có thể đến với nhau, nhưng sự việc kỳ lạ này đã xảy ra. Đại hôn của Hoàng đế tất nhiên là rất long trọng, nhưng đào hoa và thẩm tại giã không mặc lễ phục đi hành lễ, mà đứng từ xa trên nóc cung điện nhìn dải màu đỏ từ cửa cung tiến vào, tiếng chuông vang dội cả hoàng cung. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Đào hoa hỏi thầm tại giã, bệ hạ sẽ vui vẻ chứ? Không ai có thể dự đoán được, thầm tại giã đáp, mỗi người sống tốt mỗi ngày, vậy thôi. Đào hoa gật đầu, cùng hắn lặng lẽ xem hết lễ cưới long trọng này, rồi cùng nhau lên xe trở về. Ngày xuân xinh đẹp, vạn dặm non sông vẫn còn trong tay mục vô hạ nhưng đào hoa cảm thấy nàng chưa chắc đã thua, dù sao thẩm tại giã cả người đều nằm trong tay nàng. Nàng coi như đã đạt đến cảnh giới thứ ba của mỹ thuật mà sư phụ nói. Cả đời này, thẩm tại giã cũng phải nghe lời nàng. Chính văn hết. Chính văn chương 239 người thẩm gia phiên ngoại. Khương đào hoa nghĩ rằng, ẩn mình trong núi đào hoa, nhất định có thể sống an vui suốt đời mà không lo lắng, nhưng không may nơi này chẳng bao lâu đã bị người tìm ra. Mà không chỉ có một người. Sáng sớm mở cửa trạch viện, thấy trước mặt là một đám người nghiêm túc. Người đứng đầu là một ông già, quần áo đẹp đẽ quý giá, trông có vẻ quen mắt. Phía sau là một đám cả trai lẫn gái, có người còn dắt theo hài tử. Nhớ mày và tính toán một chút, đào hoa có chút lo lắng. Đây chẳng phải là lúc thầm tại giã thiếu nợ phong lưu. Bây giờ người ta kéo cả gia đình đến tìm hắn sao? Vừa nhờ Thanh Đài đi thông báo thầm tại dã, ông già ngoài cửa liền mở miệng, giọng nói cực kỳ hung dữ, "Ngươi là ai?" Đào Hoa sững sờ, không biết phải trả lời thế nào, liền cười híp mắt nói, "Ta là tiểu tiên nữ trên trời nha." Mọi người tự ngắt mình một cái, Khương Đào Hoa trở lại vẻ nghiêm túc, khẽ quỳ gối nói, "Đây là nhà riêng của hai vợ chồng ta." không biết các vị đến có chuyện gì ông già hư một tiếng phất tay áo nói nhà riêng nhưng là người của thẩm gia hắn cũng phải treo họ thẩm gia của ta chỉ cần còn là người thẩm gia nơi của hắn ta cũng có thể đi thẩm gia trong đầu có thứ gì đó chợt lóe đào hoa ngay lập tức hiểu ra đám người trước mặt kia có lẽ tất cả đều là thân thích của thẩm tại giã làm sao đối phó đây nàng có chút lúng túng dù đã biết thẩm tại giã là người ngô quốc nhưng cụ thể thế nào nàng hoàn toàn không biết chưa chuẩn bị gì mà gặp cha mẹ chồng liệu có sai lầm không thanh đài nóng ruột hô lên đào hoa nhìn nàng một cái nàng liền chạy ra chủ tử ra nói cầm ít đồ lập tức sẽ ra ngay lúc này còn cầm cái gì nữa a à? đào hoa chừng mắt nhưng không có cách nào khác chỉ có thể nhìn đám người ngoài cửa nhếch miệng cười. Thẩm phụ nhíu mày, ngươi là cô nương nhỏ, lớn lên khá xinh đẹp, sao lại mốc nghếch như vậy? Khương đào hoa, ngươi mới mốc nghếch, cả nhà ngươi ngoại trừ thẩm tại giã đều mốc nghếch. Không kiên nhẫn liếc nhìn nàng, thẩm phụ nói, sao thế? Còn muốn chúng ta chờ ở cửa thế này sao? Không mời chúng ta vào ngồi à? Theo lý mà nói, nên mời vào ngồi, nhưng đào hoa cảm thấy không thoải mái, nếu nhớ không lầm, Thẩm tại giã chưa bao giờ nhắc tới người nhà, nếu không nhắc tới, thì chắc là không muốn gặp họ. Hắn không muốn gặp, làm sao nàng có thể để những người này vào? Vì vậy nàng vẫn đứng ở cửa, không nhúc nhích mà cười. Thẩm phụ có chút nóng này, ngươi là cô nương nhỏ, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Thẩm gia ta không có một nàng dâu như ngươi. Nàng vốn không phải là dâu thẩm gia các ngươi, giọng thẩm tại giã vang lên phía sau, đào hoa cuối cùng thở phào quay đầu nhìn lại hắn mang theo một bảng hiệu lớn ra đào hoa có chút ngạc nhiên định hỏi hắn làm gì thẩm tại giã liền phi thân lên treo bảng hiệu trên cửa chính của trạch viện hai chữ khương phủ dưới ánh mặt trời lấp lánh khiến đám người bên ngoài ngỡ ngàng vỗ vỗ tay thẩm tại giã kéo đào hoa vào phủ phân phó thanh đài và chạm lô đóng cửa ngươi là đồ nhiệt xúc Thẩm phụ giận dữ sau khi sững sờ hồi lâu, đẩy cửa xông vào, đứng sau lưng bọn họ quát, tên không cần, ngay cả họ cũng muốn đổi. Trầm lão ra, ngài đây là cá nhân xông vào nhà dân. Thẩm tại giã quay đầu lại, mặt không đổi sắc liếp hắn một cái, khương, là họ của vợ ta, đây là phủ đệ của nàng, ngài xông vào, đã được nàng cho phép chưa? Luật pháp mô quốc không phải rất nghiêm ngặt sao? Rất nhiều việc làm liền thành người xấu, Ngài không sợ khí tiết tuổi già khó giữ được à? Thẩm phụ tức giận đến mức dâu ria run lên, người cần phải nói với vi phụ như vậy sao? Trầm lão ra, thẩm tại giá bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, ngài trí nhớ có chút kém đi. Từ rất nhiều năm trước, ngài đã chỉ cửa chính đuổi ta ra khỏi thẩm gia, từ đó gia phả không còn tên ta, lại càng không nhận ta là con trai nữa. Ngài quên rồi sao? Đào hoa ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn nàng chưa từng thấy thẩm tại giã toàn thân căng thẳng như vậy khóe mắt đuôi mày đều là ý diễu cợt mơ hồ còn có chút uất ức như tiểu hài tử thẩm phụ có chút lúng túng đứng tại chỗ không biết làm gì thẩm tại giã cười nhạo một tiếng định đi đào hoa buông tay hắn ra sao vậy thẩm tại giã ngừng lại đào hoa cười với hắn ngài có thể không quan tâm niệm lão nhưng ngoài kia còn có tiểu hài tử trong núi lạnh thiếp tiếc nhất là tiểu hài tử bị lạnh dù sao tòa nhà này cũng lớn thiếp sẽ an trí bọn họ ở tây trạch nơi ngài không nhìn thấy được không thẩm tại giã mím môi quay đầu nói đây là tòa nhà của ngươi ngươi thích an bài thế nào thì làm thế đó nói xong hắn đi qua hành lang gấp khúc và biến mất không còn bóng dáng thẩm phụ nhíu mày đã nhiều năm như vậy tính tình sao vẫn còn kém như thế liếc hắn một cái Đào hoa cười, bá phụ dường như có thành kiến sâu sắc với gia, tính tình gia từ trước đến nay rất tốt, chỉ là ngoài miệng không buông tha ai thôi. Người biết gì, thẩm phụ nói, ta đã nhìn hắn lớn lên, người có thể hiểu hắn hơn ta sao? Nói đến hiểu rõ, đào hoa liền không phục, vuốt tay áo, cười duyên hỏi, bá phụ biết thẩm tại giã thích ăn gì không? Thẩm phụ không vui nói, những chuyện nhỏ nhặt này, ta làm sao biết được? vậy nói đến chuyện lớn bá phụ biết tâm nguyện cả đời của thẩm tại giã là gì không hừ thẩm phụ nói đơn giản là lập công danh để đánh vào mặt già này của ta đào hoa lắc đầu tâm nguyện lớn nhất của hắn là yên lặng sống nửa đời sau hơn nữa bên hắn lâu như vậy ta chưa từng nghe hắn nhắc đến ngài một chữ nửa câu nói cách khác ngài quá để ý bản thân thẩm tại giã không cố gắng vì trả thù ai hắn cũng là người lòng mang thiên hạ. Thẩm phụ trầm mặc, có chút mất mặt, ho khan vài tiếng. Đào hoa nhìn thoáng qua đám người đứng phía sau, liền để thanh đài dẫn họ đi tây trạch. Ngài nếu có rảnh rỗi, có thể nói với ta, tại sao lúc trước lại đuổi thầm tại giã ra khỏi thầm ra? Đào hoa hỏi. Thẩm phụ không lên tiếng, một phụ nhân ôm hài tử bên cạnh lôi nàng qua một bên, thấp giọng nói, phụ thân hắn đã làm sai chuyện, nhưng cố chấp, ngươi hỏi như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nói. Ta thấy ngươi cũng có hiểu biết, để ta nói cho ngươi biết. Thẩm tại giã khi ở thẩm gia được gọi là thẩm hoài cần, phụ thân hy vọng hắn có thể phục vụ hoàng thất ngô quốc, làm dạng dỡ tổ tiên. Nhưng, đứa bé kia sẽ sinh phản cốt, cảm thấy vài vị hoàng tử đương quyền của ngô quốc không xứng đáng, không muốn phụng sự. Khi ngũ hoàng tử giết người, phụ thân muốn giúp giấu chuyện, thầm tại giã lại trực tiếp tiết lộ tin này cho nhị hoàng tử, dẫn đến các hoàng tử tàn sát lẫn nhau, ngũ hoàng tử cuối cùng chết ở pháp trường. Phụ thân giận dữ, chất vấn hắn tại sao làm như vậy, thầm tại giã nói, ngô quốc có những hôn quân ngu thần này sẽ không có kết cục tốt. Lời này làm phụ thân tức đến gần chết, liền trực tiếp đuổi hắn ra khỏi thẩm phủ, không nhận hắn. Vốn là tức giận nhất thời, nhưng thầm tại giã lại coi là thật, đổi tên, bắt đầu từ số không bên ngoài làm phụ thân đuổi hắn ra ra phà đào hoa nghe xong nhấn mày tướng công ta không phải làm rất tốt sao sai là phụ thân ngươi chứ phụ nhân kia cười khổ tình huống lúc đó ai có thể cho rằng hắn đúng một quốc gia hoàng thất nào dễ dàng nói phế liền phế toàn bộ triều đình quan viên cũng không thể nói đổi liền đổi nên đều xem hắn là người si nói mộng cản quấy cho nên khi hắn thực sự làm được các ngươi mới tìm đến dự định tha thứ cho hắn đúng vậy phụ nhân thở dài hắn ở bên ngoài một mình không thân không thích cũng đáng thương phụ thân cũng biết sai rồi nên mang theo cả nhà đến đón hắn về ai ngờ đào hoa cười lắc đầu nhìn nàng các ngươi còn nghĩ đây là ban ân cho hắn sao khi hắn một mình ngoài kia các ngươi không biết hắn đáng thương bây giờ hắn đã có gia đình cuộc sống mỹ mãn các ngươi lại đến thương hại hắn. Biết thế này, ta đã không mời các ngươi vào. Có chút tức giận, đào hoa quay lại nhìn thẩm phụ. ngài nếu đến nhận sai, sao còn lên mặt. Coi như là trưởng bối, sai rồi thì nhận, cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến. Ta có sai, hắn không có sao, thẩm phụ nhíu mày, hắn thủ đoạn âm hiểm, tính toán kỹ lưỡng, đâu giống ta đường đường chính chính là nam nhi thẩm gia. Vậy ngài đừng nhận hắn nữa. Đào hoa cười khẽ, hắn thủ đoạn âm hiểm, tính toán kỹ lưỡng, hại nhiều người vô tội để đổi lấy thái bình hiện tại. Hắn không muốn lưu danh bách thế, ngài đường đường chính chính thẩm ra cũng không cần theo hắn để tiếng xấu muôn đời, thừa dịp trời còn sáng, không bằng sớm đi lên đường. Kinh ngạc liếc nhìn nàng, thẩm phụ nhíu mày, người cũng biết thẩm tại giã không phải người tốt, sao còn ở đây làm gì? Ta là thê tử của hắn đào hoa ưỡn thẳng sống lưng các ngươi có thể vứt bỏ hắn ta thì không hơn nữa người các ngươi gọi là âm hiểm tiểu nhân trong mắt ta là anh hùng cái thế mọi người trong phòng bị chấn động ngoài cửa dựa vào tường thẩm tại giã nở nụ cười tiểu thê tử của hắn sao mà đáng yêu thế đường quá dài thẩm phụ phục hồi tinh thần dù mắt nói chúng ta nghỉ ngơi ở đây vài ngày rồi đi nhìn hắn đào hoa hỏi các ngươi trầm phủ, phải chăng là không còn? Ngô quốc bị đại ngụy công phá, hiện đã hoàn toàn bị thâu tóm. Trước kia nhiều đại thần ngô quốc trở thành bình dân, nhìn toàn gia đình này cũng là tình huống tương tự. Thẩm phụ không nói, cúi đầu bóp tay, đào hoa nhớn mày, nghĩ thầm mình đoán đúng. Thẩm ra trước kia ở ngô quốc có địa vị ra sao nàng không rõ, nhưng nhìn thái độ mục vô hạ che si Kỳ lạ à, sao nàng lại cảm thấy vui sướng như vậy nhỉ? Đào hoa, thẩm tại giã gọi nàng từ cửa, đến dùng cơm trưa. chương 240 Quay đầu lại đáp lời, đào hoa nhanh chóng chạy tới hắn, nháy mắt hỏi, hôm nay chúng ta ăn gì? Kể từ ngày phát hiện thẩm tại giã nấu ăn rất ngon, hai người họ thay phiên nhau nấu ăn, hôm nay đến lượt thẩm tại giã. Ứng ừ phó người cần phải nghĩ sao? Thẩm tại giã liếc hắn một cái và nói, đều là món thịt vui vẻ tiếng chân hôn lên má hắn một cái đào hoa theo hắn đi ra ngoài trong nhà có nhiều người hơn nữa sướng như thầm tại dã không thích họ nghe rõ nguyên nhân đào hoa cũng không định ép thẩm tại dã tha thứ cho họ chỉ bảo thanh đài mang chút đồ ăn cho họ sau đó để họ ở phía tây trạch không quản lý trên bàn ăn thẩm tại dã không biểu lộ cảm xúc gì đào hoa vừa ăn thịt vừa hỏi hắn có muốn đưa họ đến nơi khác không Tùy ngươi, thẩm tại giã nói, dù sao với ta, họ đều là người xa lạ. Hắn đã quen lạnh lùng, có liên hệ máu mù thì sao? Bỏ rơi hắn chính là gia đình hắn, mắng mỏ ngăn cản hắn cũng là họ, giờ tất cả đã kết thúc, nói về tình thân, hắn không nghĩ sẽ nhận ra nữa. Nhìn hắn mím chặt môi, đào hoa cười nhẹ, đưa tay nắm tay hắn nheo nheo. Dưới chân núi trong thị trấn có một ngôi nhà rất tốt, mẹ của tiểu hổ nói chủ nhà hiện tại đang bán giá rẻ chúng ta mua lại cho họ ở trên núi chân núi nói xa không xa nói gần không gần ngài nếu không muốn gặp họ có thể cả đời cũng không gặp nếu muốn gặp cũng chỉ là nửa giờ chuyện thẩm tại giã dừng lại nhìn nàng gật đầu đáp được khi còn trẻ ai cũng có thể cảm thấy gia đình không quan trọng trong lòng hắn có điều không bỏ được đào hoa không định ép buộc nhưng nàng vẫn sợ hắn hối hận sợ hắn già rồi vẫn nhớ gia đình mình nên việc sắp xếp này là hợp lý nhất sau khi ăn trưa đào hoa mang theo thanh đài cầm hết tiền bạc đi tìm họ nói lại với thẩm phụ những lời vừa rồi thẩm phụ khẽ hư một tiếng ngươi nhìn chúng ta quần áo có giống như không đủ ăn mới tìm hắn không đào hoa nhìn kỹ một chút họ mặc quần áo rất đẹp và quý giá không có vẻ khốn khó nhưng những bộ quần áo này đều hơi cũ chắc chắn đã mặc lâu Thẩm gia từng là gia tộc danh giá, dù không có chức quan, cũng không đến nỗi đói khổ. Tuy nhiên, cũng chắc chắn sẽ không giữ được sự huy hoàng lâu. Không phải vì đồng cảm mới quyết định như vậy, Đào Hoa nói, mà là nơi này núi non hùng vĩ, các ngài ở đây chắc chắn sẽ thoải mái. Vợ chồng ta ở trên núi thích yên tĩnh, lại chịu được lạnh giá. Nhưng ngài và các cháu nhỏ không thể được, phải đi nơi ấm áp hơn trong thị trấn trong thị trấn có nhiều thứ các ngài có thể mở tiệm nhỏ trải nghiệm cuộc sống thú vị ở dân gian nói đi nói lại hắn vẫn không chịu nhận tổ quy tông thẩm phụ nhíu mày ngươi là vợ của hắn cũng không biết khuyên hắn sao đào hoa lễ phép cười ngài cũng nói ta là vợ của hắn không phải vợ của người khác tự nhiên phải giúp hắn già không muốn làm việc ta không bao giờ ép buộc càng không dùng đạo lý lớn ràng buộc hắn nếu không phải vì cảm động và nhớ ơn các ngài đã cho hắn sinh mạng để ta có cơ hội gặp hắn hiện tại ta cũng không khách sáo như vậy nói với ngài tưởng rằng nàng chỉ là một cô vợ nhỏ nhu nhược không ngờ lại khó đối phó như vậy lão gia tử không hài lòng hắn không vào gia phả ngươi cũng không vào được gia phả thẩm gia sẽ không được tổ tiên thẩm gia công nhận điều này không quan trọng sao không quan trọng đào hoa nói sau khi ta chết có thể cùng hắn chôn cất cùng một chỗ là được. Gia phả không quan trọng, hắn không muốn vào, ta cũng không muốn vào. Ngươi, lão gia tử tức giận đến mức đập tay lên ghế, hắn ở đâu tìm được người vợ như ngươi? Có duyên phận gặp gỡ, đào hoa cười, lão gia tử đừng giận, xuống núi tĩnh tâm một chút, suy nghĩ kỹ tại sao các ngài đến đây, suy nghĩ nên làm thế nào. Gia là người ngoài cứng trong mềm, nhưng nếu người khác không đủ thành ý, Lòng của hắn cũng không mềm được. Giật mình, lão gia tử nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút, rồi cũng theo xuống núi. Thẩm gia chuyến này tổng cộng hơn 20 người, nhà dưới chân núi miễn cưỡng đủ ở, đào hoa không quan tâm họ làm gì, chỉ chuẩn bị mọi thứ cho họ. Cũng may, mấy thiếu gia của thẩm gia không phải ăn không ngồi rồi, được giao hai cửa hàng, cũng nghiêm túc kinh doanh. Quan sát một thời gian. Đào Hoa thấy gia đình này cũng không quá kém cỏi, ít nhất cũng là gia đình có học thức, làm việc có trật tự. Nhưng lại thích nói đạo lý lớn, nhân từ nghĩa, vừa nhắc đến là không ngừng được. Đào Hoa nghĩ thầm, cũng không trách thầm tại dã không chịu nổi, nàng cũng có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, thầm phụ thật sự thành tâm đến cầu xin thầm tại giã nhận tổ quy tông, cuộc sống của họ đã ổn định, thường xuyên gửi đồ lên núi, đôi khi là thịt khô đôi khi là món ăn thôn quê, nấu canh tốt lắm nhờ vài người em trai mang lên, nhìn thấy thẩm tại giã vẫn trầm mặc. Đào hoa thấy, mỗi lần hắn đều không chịu ăn, nhưng khi nàng ra ngoài, lén nhìn qua khe cửa, hắn lại không tự nhiên mà nếm vài ngụm. Người nhà làm gì đó, hương vị vẫn không giống đúng không? Ngày nào đó, đào hoa theo thói quen muốn chạy xuống núi, liền bị thẩm tại giã giữ lại. Ta hối hận, hắn cau mày nói, tốt nhất là để bọn họ càng xa càng tốt sao vậy đào hoa ngạc nhiên người luôn chạy ra ngoài thẩm tại giã không vui nói không thể yên lặng cùng ta đọc sách một lúc sao mắt đào hoa đào qua một vòng hiểu ra liền cười lập tức nhảy lên người hắn cười nói ra không bằng cùng thiếp xuống núi gần đây đường núi khó đi hôm qua chân thiếp còn đau đây đau ở đâu thẩm tại giã sững sờ đưa tay định nắm cổ chân nàng Đào hoa vội né tránh, ôm hắn nũng nịu, mặc kệ sao, hôm nay thiếp muốn ngài đi cùng. Giờ khóc giờ cười, thầm tại giá ôm nàng, ngươi không thể mỗi lần đều dùng chiêu này sao? Thời gian dài như vậy, cũng muốn dùng đến nát rồi. Thủ đoạn không sợ cũ, có tác dụng là được, đào hoa nháy mắt, đi thôi. Trên đời này không ai hiểu thầm tại giã hơn nàng, hắn có trái tim vô cùng ấm áp, muốn làm hắn vui, thật sự là việc rất đơn giản lúc mặt trời lặn, hai người cùng đứng trước cửa thẩm ra, cửa lớn mở ra, thẩm phụ giật mình, mím môi trầm mặc rất lâu, giọng khàn khàn nói, trở lại. Chị dâu người đã làm món ăn nóng, vào rửa tay ăn cơm đi. Mắt khẽ nhúc nhích, thầm tại giã cúi đầu đáp lời, ôm eo đào hoa, bước chân sải dài đi vào. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn